Xin chào. Chào mừng các bạn đến với chương trình Easy Vietnamese for you. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm một tập nữa về đọc chính tả. Đọc chính tả là quá trình các bạn nghe những lời nói được nói ra và viết lại những gì các bạn nghe thấy được. Sẽ rất là tốt để thêm cái phần thực hành này vào trong thói quen học tiếng Việt hàng ngày của các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ hỗ trợ cải thiện kỹ năng nghe này, rồi tăng vốn từ vựng của các bạn lên rất là nhiều ạ. Để làm bài tập này, các bạn cần chuẩn bị đến là một cái bút này và một tờ giấy. Hoặc nếu không có, các bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc bất kỳ cái gì các bạn có thể viết được ạ. Với mỗi một câu, lần đầu tôi sẽ đọc thật là to và các bạn là chỉ cần lắng nghe thôi ạ. Lần thứ hai tôi đọc lại, các bạn sẽ viết xuống những gì nghe thấy được. Lần thứ ba tôi sẽ đọc lại thêm một lần nữa. Lần này các bạn sẽ kiểm tra lại xem là có phần nào cần phải chỉnh sửa, các bạn hãy chỉnh sửa hoặc là viết thêm các cái từ mà các bạn còn chưa nghe thấy được. Lần thứ tư là tôi sẽ tiết lộ về câu đúng ạ. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu 1. Đây sẽ là một câu dễ ạ. Các bạn nghe ạ. Tôi yêu hòa bình. 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 Chúng ta sang câu thứ hai nhé. Nhà tôi bảo là ngày kia cô ấy đi Hà Nội 2 ngày. Nhà tôi bảo là ngày kia cô ấy đi Hà Nội 2 ngày. Nhà tôi bảo là ngày kia cô ấy đi Hà Nội 2 ngày. Nhà tôi bảo là ngày kia cô ấy đi Hà Nội 2 ngày. Nhà tôi bảo là ngày kia cô ấy đi Hà Nội 2 ngày. Wow. Câu này khá là dài đúng không ạ? Khá là dài. Các bạn viết đúng được bao nhiêu từ trong câu này ạ? Ở trong câu này các bạn có thể thấy từ nhà tôi, nhà. Từ nhà có một số nghĩa khác nhau. Nhà có thể là ngôi nhà. Nhà còn có nghĩa là các thành viên trong gia đình. Nhà còn có nghĩa là vợ hay là chồng ạ. Ví dụ như là nhà tôi. Ở đây chúng ta có thể hiểu nghĩa là vợ tôi hoặc chồng tôi ạ. Chúng ta chuyển sang câu thứ 3. Thành phố nào ở Việt Nam mà bạn muốn quay lại thêm một lần nữa?
thành phố nào ở Việt Nam mà bạn muốn quay lại thêm một lần nữa? Thành phố nào ở Việt Nam mà bạn muốn quay lại thêm một lần nữa? Thành phố nào ở Việt Nam mà bạn muốn quay lại thêm một lần nữa? Thành phố nào ở Việt Nam mà bạn muốn quay lại thêm một lần nữa? Đây cũng là câu hỏi mà tôi muốn dành cho các bạn ạ. Vâng ạ, tôi cũng muốn hỏi là ở Việt Nam thì có thành phố nào mà các bạn muốn quay lại thêm một lần nữa không ạ? Các bạn đã đi du lịch Việt Nam rồi thì các bạn thấy là thành phố nào các bạn muốn quay lại thêm một lần nữa ạ? Các bạn hãy viết bình luận ở phía dưới cho tôi nhé. Câu 4. Đây sẽ là một câu lại còn dài hơn ạ. Các bạn lắng nghe ạ. Nghe dự báo cuối tuần này trời đẹp nên gia đình tôi lên kế hoạch đi cắm trại. Nghe dự báo cuối tuần này trời đẹp nên gia đình tôi lên kế hoạch đi cắm trại. Nghe dự báo cuối tuần này trời đẹp nên gia đình tôi lên kế hoạch đi cắm trại. Nghe dự báo cuối tuần này trời đẹp nên gia đình tôi lên kế hoạch đi cắm trại. Nghe dự báo cuối tuần này trời đẹp nên gia đình tôi lên kế hoạch đi cắm trại. Wow. Câu này là một câu dài và khá là khó đúng không ạ? Các bạn viết đúng được bao nhiêu từ ạ? Trong câu này thì sẽ có chú ý, một số chú ý như sau ạ. Từ trời. Trời ở đây có nghĩa là thời tiết ạ. Vâng, có nghĩa là thời tiết. Trong câu này có một chú ý khá là đặc biệt về hai từ nên và lên. Nghe thì có vẻ là hai từ đọc giống nhau đúng không ạ? Vâng, nhưng thực tế thì hai từ này khác nhau, cách đọc khác nhau đấy ạ. N và L. Thậm chí đối với người Việt ạ, rất là khó đối với một số tỉnh miền Bắc của Việt Nam ạ. Vâng, một số tỉnh như là Bắc Ninh, rồi Hải Phòng, Hải Dương hay là tỉnh của tôi ạ, Hưng Yên ấy ạ, là mọi người ấy, thường hay nói ngọng từ này lắm ạ. N và L, mọi người thường đọc ra một từ thôi, tức là đọc ngọng đấy ạ. Cách đọc của từ này nó là như thế này ạ. N thì khi đọc chữ N thì đầu lưỡi của chúng ta sẽ nằm ở dưới hàm răng phía dưới ạ. Nó sẽ nằm ở phía lợi phía dưới. Còn đọc chữ L thì đầu lưỡi của chúng ta sẽ ở trên phía lợi phía trên ạ. L. Nên. Lên. Đó, các bạn có nghe thấy sự khác biệt không ạ? Vâng, các bạn cứ đọc đúng như tôi chỉ như vừa nãy là các bạn sẽ đọc đúng thôi ạ. Vâng, ở tỉnh Hưng Yên của tôi ấy, mọi người thường hay nói ngọng hai chữ này lắm ạ. Mọi người thường đọc hai chữ này thành một chữ thôi. Hình như là đọc hết thành L cao thì phải. Vâng, nhưng mà rất là may mắn
là tôi thì lại tôi ý thức được điều này. Tôi ý thức được là ở tỉnh tôi mọi người đọc ngọng hai chữ N và L, nên là tôi đã rất là ý thức chỉnh sửa nó khi còn đi học. Đấy là về cách đọc hai từ này là khác nhau ạ, nên và lên. Đó, và cách dùng của nó cũng khác nhau nữa ạ. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đây, về từ nên thì thường dùng trong 3 trường hợp ạ. Khi là động từ thì từ nên có nghĩa là cần, đáng. Ví dụ ạ, nên dậy sớm mà tập thể dục. Việc đó nên thực hiện ngay. Việc đó nên thực hiện ngay. Khi là liên từ thì từ nên có nghĩa là thành này, ra một dạng không cụ thể để nhìn thấy được. Ví dụ ạ, học sao cho nên người. Học sao cho nên người. Vì lười nên dốt. Vì lười nên dốt. Nên chăng, thành ngữ thì là thành ngữ nên chăng. Hệ quả sẽ. Ví dụ, chăm học nên cô ấy giỏi nhất lớp. Chăm học nên cô ấy giỏi nhất lớp. Về từ lên thì bản thân nó là động từ và được dùng trong 2 trường hợp sau. Lên mang nghĩa di chuyển, và di chuyển này là có thể quan sát được. Ví dụ, lên bờ, lên xe, đi lên, đi lên. Động từ lên có nghĩa là tăng số lượng này, hay là đạt cấp độ, mức độ hay là cấp cao hơn. Ví dụ, hàng lên giá, hàng lên giá. Cháu lên lớp 3. Đó là cách dùng của 2 từ nên và lên. Câu 5. Năm 2005, cô ấy 25 tuổi. 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 Ở câu này chúng ta lại nghe thấy các từ N và L đúng không ạ? N, L. Qua câu này chúng ta sẽ học đọc số 5 ạ. Vâng. 5. Khi mà viết chữ, khi là chữ viết là 5 thì nó có thể là 5 bao nhiêu hoặc là số 5. Có 2 cách đọc số 5 ạ. Vâng, có thể là 5 hoặc là 5, tùy thuộc là nó ở hàng chục hay hàng đơn vị ạ. Khi mà số 5 là số đơn vị mà nó đứng trước các số hàng chục thì số 5 sẽ đọc là 5. 5. Chúng ta sẽ đọc là L cao. L cao ạ. Và các số đó là các số từ 15 cho đến 95 ạ. 15, 25,
35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Còn số 5 ở hàng chục ạ, hay số 5 là số lẻ ở hàng trăm hay hàng nghìn thì sẽ đọc là 5. 105. Ok. 505. 505. 3005. 3005. 4005. Vâng, cứ đọc như vậy thôi ạ. Lúc đầu thì có vẻ khó đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thực hành nhiều, tôi nghĩ là sẽ quen thôi ạ. Câu 1. Các bạn lắng nghe kỹ nhé. Tôi thích đi du lịch vào mùa hè. 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 Thế nào ạ? Các bạn có nghe thấy được không ạ? Câu này các bạn viết đúng được bao nhiêu từ ạ? Chúng ta chuyển sang câu thứ hai nhé. Câu này sẽ là một câu dễ thôi ạ. Ngày mai bạn sẽ làm gì? 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 Câu này là một câu dễ đúng không ạ? Các bạn làm đúng hết đúng không ạ? Câu 3. Có hai mẹ con ở ngoài công viên. 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 Ở câu này các bạn thấy là hai mẹ con, tức là mẹ và con trai hoặc mẹ và con gái. Nhưng có một chú ý ở đây ạ. Trong tiếng Việt, trật tự từ rất là quan trọng ạ. Khi chúng ta thay đổi trật tự từ, có thể thay đổi nghĩa của câu ạ. Chúng ta đổi vị trí đi ạ. Ví dụ như là hai con mẹ. Nếu bây giờ hai con mẹ thì ý nghĩa nó sẽ hoàn toàn là khác biệt ạ. Đây là nói về hai người phụ nữ này. Và hai người phụ nữ này thường là những người bán hàng ở chợ ạ.
những người bán hàng ở chợ ở Việt Nam ấy ạ. Khi đến chợ thì họ thường hay nói chuyện, buôn chuyện với nhau rất là nhiều. Nên là người Việt thường hay dùng từ hai con mẹ để chỉ những người mà những người phụ nữ, hai người phụ nữ ấy mà hay là nói nhiều ấy ạ. Để cho các bạn thấy sự quan trọng về trật tự từ trong tiếng Việt, tôi sẽ đưa ra một ví dụ rất là thú vị ạ. Đây, các bạn xem ạ. Với năm từ này, nó bảo sao không đến. Từ năm từ này có thể ghép vào thành rất nhiều các câu với ý nghĩa là khác nhau. Ví dụ, nó bảo sao không đến. Nó bảo không đến sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó đến sao không? Bảo nó sao đến không? Sao đến không bảo nó? Wow, các bạn thấy không ạ? Tôi chỉ sơ sơ đặt ra một vài ví dụ như thế này thôi ạ, đã ra được rất nhiều các câu với các ý nghĩa là khác nhau, đúng không ạ? Đó, các bạn thấy đấy ạ. Và các bạn hãy tự đặt câu với năm từ này để xem là ra được còn thêm các câu nào nữa nhé. Theo tôi được biết thì với năm từ này các bạn có thể tạo ra được 40 câu với ý nghĩa là khác nhau ạ. 40 câu khác nhau ạ. Các bạn hãy thử nhé. Rất là thú vị đúng không ạ? Câu tiếp theo. Câu 4 ạ. Cô ấy sẽ đi công tác một tuần vào tháng 11 này. Cô ấy sẽ đi công tác một tuần vào tháng 11 này. Cô ấy sẽ đi công tác một tuần vào tháng 11 này. Cô ấy sẽ đi công tác một tuần vào tháng 11 này. Cô ấy sẽ đi công tác một tuần vào tháng 11 này. Câu này hơi dài đúng không ạ? Các bạn viết đúng được bao nhiêu từ ạ? Câu tiếp theo. Buồn quá đi mất. Tôi vừa mất cái điện thoại sáng nay. Buồn quá đi mất. Tôi vừa mất cái điện thoại sáng nay. Buồn quá đi mất. Tôi vừa mất cái điện thoại sáng nay. Buồn quá đi mất. Tôi vừa mất cái điện thoại sáng nay. Buồn quá đi mất. Tôi vừa mất cái điện thoại sáng nay. Các bạn có thể thấy ở đây có hai từ mất đúng không ạ? Từ mất có một số ý nghĩa khác nhau. Khi là một động từ, từ mất sẽ có những ý nghĩa như sau ạ. Động từ mất có nghĩa là không còn là của mình nữa. Ví dụ, mất tiền, mất điện thoại, mất danh dự. Từ mất còn có nghĩa là mất bao nhiêu thời gian, công sức hoặc là tiền của vào việc gì đó. Ví dụ, mất 2 tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội về tới Hưng Yên. Phải mất 1-2 hôm nữa mới làm xong.
mất thời gian vô ích. Động từ mất còn có nghĩa là không còn nữa, mang ý nghĩa là chết. Dùng từ mất để nói giảm, nói tránh, thể hiện sự tôn trọng. Bố tôi mất năm 2012. Từ mất khi làm trợ từ, nó sẽ có nghĩa là từ mất biểu thị ý tiếc về một điều không hay gì đó đã xảy ra hoặc có thể xảy ra. Ví dụ, quên bẵng đi mất, lỡ mất cơ hội, thế là lại muộn mất rồi, thế là lại muộn mất rồi. Từ mất này khi làm trợ từ cũng biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ, về cảm xúc mà không thể kiềm chế được. Buồn quá đi mất, tôi vừa mất điện thoại sáng nay. Câu đầu tiên, tôi thường ngủ dậy lúc 5:30 sáng. 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 Thế nào ạ? Câu đầu tiên các bạn thấy thế nào ạ? Có dễ không ạ? Ok. Vâng, ở trong câu này thì có một từ chú ý. Đấy là từ rưỡi. Tức là khi mà các bạn nói 1:30 hay là 1:30 thì rưỡi này nó sẽ là 30 phút. Đó. Và đó, ví dụ 5:30 sáng thì sẽ bằng 5:30 sáng ạ. Câu 2, tuần sau nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang. Tuần sau nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang. Tuần sau nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang. Tuần sau nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang. Tuần sau nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang. Câu này khó hơn một chút rồi, đúng không ạ? Trong câu này thì chúng ta cần chú ý từ nhà ở trong câu này chúng ta có thể hiểu một số nghĩa như sau. Nhà là ngôi nhà. Nhà cũng chỉ là các thành viên trong gia đình. Đó, nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang có nghĩa là cả gia đình nhà cô ấy đi du lịch ở Nha Trang ạ. Và ví dụ như là nhà tôi ở Hưng Yên. Đó, thì lúc này nhà là cái nhà. Câu 3, tôi có sở thích chạy bộ vào buổi chiều. Tôi
tôi có sở thích chạy bộ vào buổi chiều. Tôi có sở thích chạy bộ vào buổi chiều. Tôi có sở thích chạy bộ vào buổi chiều. Tôi có sở thích chạy bộ vào buổi chiều. Giờ tàu về đến ga là 9 giờ tối, nhưng nó đã trễ một tiếng. Giờ tàu về đến ga là 9 giờ tối, nhưng nó đã trễ một tiếng. Giờ tàu về đến ga là 9 giờ tối, nhưng nó đã trễ một tiếng. Giờ tàu về đến ga là 9 giờ tối, nhưng nó đã trễ một tiếng. Giờ tàu về đến ga là 9 giờ tối, nhưng nó đã trễ một tiếng. Câu 6. Ba tôi mất năm tôi 23 tuổi, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Ba tôi mất năm tôi 23 tuổi, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Ba tôi mất năm tôi 23 tuổi, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Ba tôi mất năm tôi 23 tuổi, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Ba tôi mất năm tôi 23 tuổi, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Trong câu này thì các bạn thấy từ ba thì có nhiều ý nghĩa đúng không ạ? Ba thì là bố này, hoặc là ba là số 3. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây ạ. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại.